Xin chào cô chú, anh chị em và các bạn đã đến với kênh My Paris Cuộc Sống Pháp. Chúc cả nhà xem video vui vẻ nhé. Xin chào cô chú, anh chị em và các bạn. Thì hôm nay là một ngày đặc biệt, đó là ngày các con tụ trường. Thì cả nhà đều ai cũng dậy sớm hết để đưa các bé đến trường. Thì một hồi mình sẽ năm nào cũng vậy, vợ chồng mình đều đưa các con đến trường, nhưng mà do hai bé nó tụ trường cùng một ngày đó, thì mình sẽ đưa bé lớn đi đến trường và mình xem coi trường như, năm nay lớp như thế nào, mình sẽ chạy lẹ lại trường đưa cho bé nhỏ nó đi học á. Thì cũng rất là giống như là tâm trạng mình nó cũng háo hức như các con vậy đó. Rồi bé Ela, với mẹ Ela chúc các bạn và các anh các chị đi học năm mới học tốt các đi. Và chúc các bạn các anh chị năm mới học các tốt. Anh chị học tốt. Ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn. Nghe lời thầy cô. Nghe lời thầy cô. Con gái mình được cái đi học rất là ngoan. Đi học năm đi học rất là được thầy không có thầy là chưa có, có một lần học thầy dạy bù thương quá trời luôn á. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi học nha. Sáng mà lực quá trời. Thì bình thường thì có một mình đưa các con đi học, và chỉ có duy nhất ngày thứ hai là có ông xã đưa phụ giùm. Đi quay quay đi coi. Bình thường ngủ trưa lắm đó, bình thường là ngủ tới 9 giờ. À, bữa nay mới có 7 giờ 20 là kêu dậy rồi nè, nên là bé nhỏ nó còn lần sần dữ lắm, quạo lắm. Rồi. Cột tóc lẹ lẹ để hồi á, tại vì hồi là bà hối á. Bà hối là nó trễ. Nó bà nó hối hồi nhanh. Cúi đầu xuống mai lít, cúi đầu xuống giùm mẹ coi. Sáng nay là vui lắm, ở ngoài là cha mẹ là cũng dẫn các con đi học hết trơn á. Rồi một đứa đi ra, ông bà thấy hỏi mẹ lít, hỏi ông bà cô chú thấy con có đẹp không. Ông bà cô chú, thấy con có đẹp không? Thấy con có đẹp không? Rồi con chúc đi, chúc các bạn học giỏi, năm mới học giỏi. Chúc các bạn. Chúc các bạn. Năm mới. Học giỏi. Rồi đi qua một bên tới chị. Qua đây con. Sáng nào cũng vậy đó, sáng nào đứng quay lưng qua đi con. Sáng nào cũng vậy, hai đứa. Bữa nay thì cũng nhằm ngày thứ hai luôn, nên là các bé sẽ ăn cơm ở nhà, còn ngày mai là sẽ ăn cơm với con chim. Mẹ đang đau cái ru của con. Đau chảy lẹ quá, chảy lẹ quá, cái đó mà nó mẹ làm đau cái má của con. Con bé này nó mong manh lắm, đụng một chút xíu là nó đau đó. Mong manh lắm, trời ơi, con tiểu thư lắm, trời ơi. Con bé nhỏ mình là nó mạnh dạn lắm. Còn con bé này hả? nó em nó mà như là cục đá vậy. Em không được phải. Nó yếu đuối như là một chiếc lá vậy đó. Trời thấy tội nghiệp không bà cô chú. Trời ơi em mỏng manh yếu đuối như chiếc lá vậy đó. Xài sao mà hả? Viết rồi mẹ kiếm không ra cái màu giống nhau luôn á. Bà ngoại cho. Tôi của bà ngoại cho đó. Tại con nôn nao, con xôn xao, con đi học à. Con lạnh nó chứ gì đâu. Rồi Ela lấy kiến heo vô đi con để quên á. Xong rồi. Trả lại cho người ta. Rồi thì bây giờ cả nhà mình sẽ đi đến trường. Nhưng mà do nhìn mình đi hơi sớm á, tại vì mình tới hai đứa rồi. Mình đi sớm nên là chưa có nhiều, chứ một hồi á lại gần trường á, đông lắm luôn. Có mấy lít đâu rồi? Sáng ở ngoài cũng còn mang mát lắm, không có nóng. Ở trong nhà mình sao chắc là nó mình lăn xăng quá nó nực hay sao, chứ ngoài cũng còn mát nè. Mấy đứa nhỏ nó còn bận áo khoác.
cặp mới, năm mới cặp mới, năm nay cặp mới chứ năm sau là xài cặp cũ tới tới lớp 5 luôn. Không có mua hoài. Còn con bé nhỏ mình quên nó, cái cặp của nó nè. Nó không có gì trong đây hết trơn, có bộ đồ hả? Hai cha con đi trước rồi. Lúc nào cũng vậy, hai cha con đi trước. Hai mẹ con mình đi cứ toàn ten sau lưng. Tại ông xã mình đi lẹ lắm. Bây giờ là mình sắp tới trường rồi, thì mình chia sẻ lý do là tại sao mình đưa không để ông xã đi, đưa bé lớn đi rồi mình đi đưa bé nhỏ đi cho nó khỏe. Thì mình muốn tới trường để mình xem, thứ nhất là mình muốn chụp hình á, mình chụp hình kỷ niệm. Năm nào cũng vậy, mình chụp hình kỷ niệm cho hai đứa con. Và cái thứ hai là mình xem cái lớp của con gái lớn mình nó có chung với bạn thân bạn nào không á, rồi mình ủng hộ, mình hôn một cái rồi mình tạm biệt. Gần đến trường mà mình không có quay phim được cả nhà. Thứ nhất là mình rất là ngại, tại người Tây người ta không có quay phim hay chụp hình gì làm để người ta chú ý á. Còn mình hay, mình nên là mình sẽ đến đây trước cổng trường, mình sẽ không có chia sẻ được nữa. Rồi mình đưa các bé vô xong rồi, bây giờ thì mình đi về. Thì bây giờ mình đi về, thì mình lưu bu quá, cũng quên chút cho các bé năm học mới thì đạt thành tích tốt và ngoan ngoãn và học giỏi nghe lời thầy cô. Đưa các con đi học xong rồi thì ông xã mình đi rửa xe, mình đi theo, mình quay cho mọi người xem cái chỗ rửa xe này nè. Thì mình bỏ tiền vô, tạm thời thì ông xã mình bỏ có 2 đồng vô hả. Thì để coi rửa coi xong cái xe này là bao nhiêu tiền. Thì họ có cái chỗ kia rửa tự động kế bên mà không biết sao nó cứ đóng cửa hoài hả? Nên bây giờ là ông xã mình phải tự rửa. Luôn. Để coi mấy chỗ, 1, 2, 3, 4 bên kia nữa kìa, ngóc hết trơn. Kia có cái chợ, có cái đầu để hút bụi nữa nè, mà không biết bỏ bao nhiêu tiền vô. Thì có cái người đó người ta đang rửa nè, người ta đang hút chứ. Nắng quá trời, chói vô mặt quá, mà đi quá trời nên là xe nó dơ dữ lắm, nên là về tắm rửa sạch sẽ rồi về đi nấu ăn, rồi hồi rước các con về ăn cơm. Đây bỏ thêm 2 đồng như nữa nè, bỏ 1-2 đồng vô để mình răng, là mình giống như mình dội cái xà bông đi á. Rồi còn một hồi nữa mình chắc là thấy á. Rửa xong rồi hết 6 đồng. Còn ở cái chỗ kia mà nó rửa như mấy cái chổi nó tự động nó quay á là hình như 8-9 đồng gì đó, mà nó bị đóng cửa rồi. Mà thì ở đó nghe nói ông xã mình nói là không có quay phim được, tại nó chỗ chung với trạm đổ xăng á, nên là mình không có quay được, mình chỉ quay ở đây thôi. Cũng bữa nay là mình tự rửa luôn, tự thân vận động luôn. Bây giờ mình đợi nó ráo một chút rồi mình đi về. Rồi bây giờ thì hai vợ chồng mình sẽ đi về nấu ăn cho hỏi các con về ăn. Thì mình cũng chia sẻ với cả nhà. Hiện thời thì ở bên nước Pháp á, là có thể nói là bị thiếu nước á. Thì có một cái vùng đó là Mayotte, thì ở giống như là một trong những vùng hải ngoại của nước Pháp. Rửa xe xong rồi thì mình về nhà, mình sẽ chuẩn bị nấu ăn để hồi đón hai đứa con về ăn cơm nữa. Ông xã mình còn đi hút bụi ở bên trong á. Hồi nãy thì mình chỉ rửa bên ngoài thôi à, không có hút bên trong nó dơ dữ lắm luôn. Mình đi nhiều quá đó, nó dơ lắm, nên là ông xã mình đi hút bụi. Còn mình nhà chuẩn bị làm cái mì spaghetti. Thì mì spaghetti á, lâu rồi nhà mình không có ăn, nên lâu lắm rồi không có ăn, nên là cũng thèm á. Ôi sắc hành cay quá, ôi chảy nước mắt hết trơn rồi. Nên là bữa nay mình nấu mì spaghetti cho cả nhà ăn. Ồ, cay quá rồi. Một món ăn đơn giản và dễ làm. Còn bây giờ thì mình sẽ đi luộc mì để làm mì spaghetti đó. Thì ông xã mình không có thích ăn cọng mì to,
thì toàn là nhà mình ăn toàn là cái hiệu số 1 á, thì trong cái cọng mì spaghetti này nó có nhiều số á, thì mình nhà mình chỉ toàn ăn được số 1 này thôi à. Rồi, xong rồi, bây giờ mình đã các bạn biết tại sao mà mình chiên cái giống như gọi là tiếng Tây mình gọi là boulette không? Tại vì con gái mình á nó không có được, nó con gái lớn mình không có thích ăn hành tây, hồi nhỏ ăn hành tây dữ lắm mà không, bây giờ không ăn nữa. Nên là bây giờ mình sẽ chiên riêng ra và một hồi mình để mì á, mình chỉ lấy mì đấy thôi. Có thêm một cái đó là ông xã mình là mình thấy nhà mình ăn spaghetti rất là đơn giản, chỉ có thịt bò bằm với hành tây với sốt cà chua thôi hả. Tại vì ông xã mình không có thích bỏ những cái món khác vô á, nên là chỉ đơn giản như vậy là thôi đó. Rồi bây giờ sẽ chuẩn bị đi đón các con về ăn cơm. Đây nè, để giờ mình để hờ một dĩa mì như này, nếu mà hồi về hỏi con gái lớn mình nó có thích ăn có sốt cà chua giống như thế này hay không. Còn nếu không thì mình sẽ để hai cái riêng ra. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ để đây. Rồi một hồi về hỏi con gái coi nó ăn như thế nào mình sẽ hâm lại. Thường thì con gái mình rất là thích ăn với lại dưa leo á. Trời ơi, ăn cái gì ăn một món, ăn kiểu nào ăn xong chán luôn rồi không ăn nữa thôi. Chứ giờ là cái bữa hầu như bữa cơm nào cũng đòi ăn cơm dưa leo hết trơn. Thiệt là tình á. Mấy đứa con nít này. Thì bây giờ ông xã mình đón hai đứa con về ăn cơm. Thì bây giờ mình sẽ dọn bàn sẵn để cho các bé về ăn cơm. Thì ngày nào mà có ông xã mình ở nhà là phải có bánh mì, còn không có ông xã mình là không có bánh mì. Bởi vì nhiều khi trong tuần ông xã mình làm suốt á, cái các bé nó thèm bánh mì mình quên mua, phải đi mua bánh mì. Rồi các con về rồi, ông bà cô chú ơi, thì đói quá trời, ông bà thông cảm cho con nghe. Không, đầu bữa đầu đi học á nên con dậy sớm nên đói quá con ăn luôn, con không mời ai hết luôn. Thì giống như mình nói nè, về là phải sốt cà chua vô thêm mới ăn nè. Đó, ngày lớn bắt đầu là biết chọn món ăn rồi. Rồi bữa nay là nói cho bà cô chú nghe, con hà con học thầy hả, học cô? Ừ, thầy. Con học thầy hả, thầy có tử tế không? Dạ, vui lệ. Ồ, nó nói thầy vui tính lắm. Rồi con gặp cô giáo cũ, nó bé nhỏ mình thì học cô, gặp cô giáo cũ. Tại giờ để coi lớp mầm là học cô này rồi. Rồi năm nay là trở lại, năm rồi không phải, năm nay trở lại học cô này nữa nên rất là vui. Thế mai đi, bên ngoài ăn đằng ngoài đi con. Con rất là vui gặp lại cô giáo đúng không? Quý mai đi. Đói quá trời. Rồi thì để coi, nãy con nói trong trường con có bao nhiêu tổng học sinh ở trong trường con là bao nhiêu? 420 bạn chứ. Bao nhiêu? 36. Trong lớp của con là, một lớp của con là 25 bạn. Một lớp của con là 25 bạn. Plus moi ça fait 422 et moi sans moi ça fait 421. Đây là 422 bạn ở trong trường của con, trường tiểu học của con là tổng cộng là 422 bạn đúng không? Là trong trường của vô mới vô bữa đầu mà biết hết trơn. Là trong lớp là có vậy là mình năm nay là có cái thầy hiệu trưởng kia là nghỉ hưu rồi. Thì bây giờ là năm nay là có cô hiệu trưởng mới. Thì bây giờ về nói là cô hiệu trưởng mới cũng rất là tử tế luôn. Rồi tổng cộng là có 422 học sinh trong cái trường tiểu học của con gái lớn mình. Còn bé nhỏ này đang học lớp để coi trường mầm non đó cả nhà. Thì bây giờ mình xin thôi thì hôm nay cái video mình xin dừng ở đây. Tại vì mình chủ yếu làm cái chia sẻ với cô chú anh chị em và các bạn thì cái ngày tụ trường của ở Pháp cũng như là ngày tụ trường của hai đứa con gái mình. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt để mình ăn cơm mà mình còn đưa các bé đến trường nữa. Mình xin chào tạm biệt cô chú anh chị em và các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những video sau. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem video. Bye bye. Bye bye đi con. Bye bye. Bye bye đi Mai Lis. Bye bye. Đuối quá rồi hả? Đuối quá, đuối rồi hả?